Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Sát hại mẹ của hai đứa trẻ vì bị từ chối yêu. Tú đến gặp chị Hà để bày tỏ tình cảm nhưng bị khước từ. Mâu thuẫn nảy sinh, Tú đã đâm chết người phụ nữ này rồi lấy xe của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Chiều ngày 14 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Tú, sinh năm 1992, thường trú tại xã Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam, để tiến hành điều tra làm rõ cái chết của chị Vũ Thị Ngọc Hà, sinh năm 1985, trú tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình. Bước đầu, Tú được xác định là nghi phạm gây ra cái chết của chị Hà. Trước đó, vào sáng ngày 11 tháng 10, sau khi đưa các con tới trường, chị Hà vẫn tới công ty làm việc bình thường. Sau bữa trưa cùng đồng nghiệp, chị Hà xin phép nghỉ buổi chiều để giải quyết việc riêng và gọi điện nhờ bố mẹ đẻ đón hai con. Từ thời điểm đó, gia đình mất liên lạc với chị Hà. Đến 23 giờ ngày 11 tháng 10, người thân sau khi không liên lạc được đã đến nhà chị và bàng hoàng phát hiện chị Hà đã tử vong với vết đâm vào ngực trái, cổ tay phải bị cứa nhiều nhát, đồng thời xuất hiện những vết bầm tím bất thường. Tại hiện trường có 3 con dao nhọn, trong đó có 2 con dao dính máu. Ngay sau đó, người nhà nạn nhân đã trình báo lên cơ quan công an thành phố Ninh Bình. Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận Tú và chị Hà đều là công nhân tại công ty Đại Phát. Trong quá trình đó, Tú nảy sinh tình cảm với chị Hà. Tuy nhiên, nhiều lần Tú bị nạn nhân từ chối. Chiều ngày 11 tháng 10, Tú đến gặp chị Hà để bày tỏ tình cảm nhưng vẫn bị khước từ. Mâu thuẫn nảy sinh, Tú đâm chị Hà tử vong rồi lấy chiếc xe của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Được biết, chị Hà là công nhân làm việc tại công ty Đại Phát nằm trên địa bàn thành phố Ninh Bình đã 3 năm nay. Sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chị Hà đã ly dị chồng vào năm 2014 và hiện sống với 2 con trai nhỏ tại phố Phúc Khánh, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình. Mặc dù đã đường ai nấy đi, nhưng chồng cũ chị Hà vẫn đều đặn hàng tháng chu cấp tiền nuôi dưỡng 2 con. Hôm xảy ra vụ việc, 2 cháu bé đều ở nhà ngoại. Nam Định giết người vì không xin được thuốc lá. Đang ngồi uống nước tại cổng ga Nam Định, nhóm thanh niên xin thuốc lá nhưng không được đã gây sự rồi dùng dao đâm chết nạn nhân. Sáng ngày 30 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định cho biết đơn vị đã bắt giữ một đối tượng trong nhóm 4 thanh niên gây ra vụ giết người tại ga Nam Định. Trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 8, nhóm 5 người của anh Nguyễn Quốc Hưng ngồi uống nước tại cổng ga Nam Định. Lúc này nhóm thanh niên 4 người khác đến xin thuốc lá nhưng bị nhóm anh Hùng từ chối. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, nhóm thanh niên 4 người lao vào dùng ghế nhựa, cốc thủy tinh, chai nước ném và đánh nhóm anh Hưng. Thấy vậy, nhóm anh Hưng bỏ chạy. Tuy nhiên, 4 thanh niên này vẫn hung hăng đuổi theo và bắt kịp anh Hưng rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh Hưng gục tại chỗ, tử vong ngay sau đó. Cơ quan công an xác định các đối tượng gây án gồm Trần Hùng Cường, Nguyễn Bình Trường, Dương Minh Tuấn và Lê Mai Hùng. Cả 4 đối tượng trên đều trú tại Phan Bội Châu, thành phố Nam Định. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giam đối tượng Dương Minh Tuấn. Đến ngày 25 tháng 8, hai đối tượng Trần Hùng Cường và Nguyễn Bình Trường đã ra đầu thú. Hiện nay, Công an tỉnh Nam Định vẫn tiếp tục truy đuổi đối tượng Lê Mai Hùng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Nam Định điều tra làm rõ. Hai vợ chồng bị thương vì xe container đâm vào nhà trong đêm. Khoảng 4 giờ sáng ngày 14 tháng 10, tại đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi một xe container đâm vào nhà dân ven đường làm hai vợ chồng bị thương. Xe container biển kiểm soát 15C03333 của công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Việt chở 30 tấn bột đá đang lưu thông hướng từ trung tâm thành phố Hải Phòng đi quận Đồ Sơn thì đột ngột lao lên vỉa hè và đâm thẳng vào dãy nhà ven đường từ số 462 đến số 468 thuộc phường An Dũng, quận Dương Kinh. Nhân chứng tại hiện trường cho biết vụ tai nạn đã gây ra tiếng động rất lớn làm cả xóm bừng tỉnh. Mọi người chạy ra xem thì thấy chiếc xe đã đâm sập toàn bộ mái hiên các số nhà 462, 464, hai nhà 466 và 468 bị sập hoàn toàn một đoạn phía trước. Trong khi xe container bị vỡ nát phần cabin, lái xe bị thương nhẹ. Mọi người hô hoán, đồng thời đào bới đống đổ nát để cứu người bên dưới và tìm thấy hai vợ chồng, ông Vũ Tiến Hùng, 55 tuổi và bà Trần Thị Hòa, 54 tuổi, ở nhà số 468. Hai người này đang ngủ thì bị tường đổ sập đè lên người. Cả hai đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng. Rất may bà Hòa chỉ bị thương nhẹ, còn ông Hùng nặng hơn, hiện đang theo dõi. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an quận Dương Kinh đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.
Nhận định ban đầu cho biết có thể do lái xe buồn ngủ và chạy tốc độ cao dẫn đến mất lái vì tuyến đường Phạm Văn Đồng lúc sáng sớm thường khá vắng vẻ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.